Non, c'est vrai qu'on n'est pas une des pantalons de Kyoma. C'est un homme qui a été mort en 2016. Chúng ta tiếp tục vào ngày thứ ba của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Namo Sakyamuni Buddha. Nous sommes le 10 avril 2016 et nous sommes à la troisième journée de notre session de purification qui a lieu à Saint-Gildas-de-Rhuys en France. Ngày hôm qua mình có nói đến cái nhận thức sai lầm của mình đã dẫn đến những cái nặng nề, bế tắc, ô nhiễm trong cái thân của mình. Và từ đó nó đưa đến cái tạo nên cái bệnh lý, cái rối loạn, cái bất an không những của con người chúng ta mà của cộng đồng và của vũ trụ. Hier nous avons vu donc qu'en fait les différents pathologies, blocages ou déséquilibres proviennent bien du mauvais discernement de notre part, d'une mauvaise compréhension de notre part des différentes lois, des différents phénomènes qui sont en fait universels. Và cái mục đích của cái khóa tu học này không những chỉ là cố gắng để giải quyết những cái hậu quả của cái sự nhận thức sai lầm đã đem đến những cái bệnh tật, cái bất an cho con người chúng ta, mà chúng ta còn phải có cái nhiệm vụ làm sao chuyển hóa, thay đổi hết tất cả những cái hậu quả đó, cũng như phòng không cho nó diễn biến, tức là nó sẽ tái trở lại trong tương lai. Le but de notre travail, c'est de chercher à comprendre les origines, les causes de toutes ces dérèglements. Et donc de pouvoir faire des transformations en nous pour y remédier. Thì trước hết chúng ta nhìn trở lại vào chính cái con người của mình. Thì như ngày hôm qua chúng ta đã thấy với cái nhận thức cảm cập và lệch lạc của mình. Mình thường nghĩ rằng cái thân vật lý của mình là chiếm đại đa số, là chủ yếu, là cái cơ sở để cho mình thực hiện hết tất cả mọi cái hoạt động trong đời sống hàng ngày. Và mình ít khi có cái cơ hội để ý, quan tâm là thấy cái tầm quan trọng của những cái thân sinh lý, tâm lý và tâm linh. De cette compréhension, de cette vue de façon complètement erronée sur nos différents corps, nous avons bien sûr tendance à donner énormément d'importance à ce corps physique, à ce corps grossier, et nous disons, réservons beaucoup moins d'écoute aux autres corps qui, sur ce schéma, sont dans des étages supérieurs. Mais en fait, on a oublié de vous dire qu'en fait, les corps sont interdépendants, mais que les autres étages, ce sont c'est plus énergétique, plus subtil, plus élevé. Le corps physique, c'est un corps visible, palpable, donc lourd. On a mis au dernier étage donc de ce corps qui normalement a presque beaucoup moins d'importance. On a fait l'inverse, on a donné plus d'importance par rapport aux autres corps qui sont quand même beaucoup plus, ils sont plus subtils, plus énergétiques, mais beaucoup plus importants. Vì những cái nhận thức không đúng đắn như vậy, thành ra chúng ta chủ yếu là chăm sóc cái thân vật lý thô thiển của mình nhiều hơn là quan tâm tới những cái sự vận hành, điều phối của những cái phản ứng sinh lý. Và đặc biệt là chúng ta ít
có cái sự quan tâm và nuôi dưỡng đúng đắn tới cái thân tâm lý và tâm linh của chúng ta. Donc nous portons beaucoup plus d'intérêt, plus d'attention, nous nous occupons beaucoup plus de notre corps physique et de corps physiologique. Et en second plan, comme on avait vu, nous nous en occupons pas ou peu, n'en parlons pas du corps psychologique et du corps spirituel. Nous réservons peu, nous leur réservons peu de moyens, de temps pour écouter ce qui se passe dans ces corps-là. Thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Thực tế thì nó hoàn toàn ngược lại. Chúng ta biết rằng cái thân vật lý của mình nó chỉ là cái tay sai hay là nó là bù nhìn. Và nó hoàn toàn không có khả năng làm được một việc gì cả nếu như nó không có năng lượng, nếu như nó không được điều khiển bởi cái lệnh, nếu như nó không được giám sát sửa sai bởi những cái tầm thân trên. Thành ra cái thân vật lý của mình nó hoàn toàn không có một cái khả năng để làm cái gì cả, không, nó hoàn toàn không có khả năng. Nó chỉ là một cái phương tiện để cho tất cả những cái phần thân khác biểu hiện ra lệnh thôi. Donc si nous observons le schéma à gauche, c'est ce que nous avons tendance à faire, à vivre. Alors que la réalité, c'est le schéma à droite. Normalement, on devrait tendre à parvenir au schéma à droite qui explique que le corps physique, en fait, ce n'est rien du tout. Ce n'est juste un moyen pour montrer, pour réaliser les ordres, les signaux qui viennent d'en haut, en fait, des trois autres corps. Và cái ví dụ điển hình trước nhất là chúng ta thấy bây giờ nó muốn nhấc cái tay lên, nó muốn nhấc cái chân lên, nó muốn mở miệng để nói, thì nó đòi hỏi phải có cái năng lượng để nó làm được cái việc đó. Thậm chí như bây giờ mình không nhấc tay, nhấc chân, không mở miệng, mà bây giờ mình muốn thở, mình muốn cho trái tim của mình đập, vân vân. Tất cả những cái đó đều cần phải có năng lượng nó mới làm việc được. Mà cái năng lượng nó từ đâu? Năng lượng nó được cung cấp từ cái thân sinh lý này mà ra, do những cái phản ứng sinh lý sinh hóa này mà tạo ra. Donc pour un exemple pour illustrer ce que nous venons de dire, que le corps physique il n'a aucune importance ou très peu d'importance, ce n'est qu'un moyen. Mais voilà, si nous, par exemple, si nous voulons lever un bras ou lever une jambe, ou si nous voulons parler, sortir la parole, nous avons besoin du corps physiologique qui nous nourrit, qui nous apporte l'énergie nécessaire pour le faire. Sans ce corps physiologique qui nous apporte l'énergie nécessaire, mais le corps physique... il ne pourra pas bouger, il ne pourra rien faire. Và chúng ta biết rằng cái năng lượng để cung cấp cho cái thân này hoạt động nó chỉ có một loại năng lượng mà thôi. Tuy nhiên cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta đưa vào thì lại có quá nhiều cái nguồn nguyên liệu khác nhau. Đó là lý do tại sao cái sự vận hành của cái thân sinh lý này nó cực kỳ rắc rối và phức tạp. L'énergie qui nourrit le corps physique n'est qu'une seule, une seule sorte d'énergie, c'est de l'énergie. Par contre, pour approvisionner, pour avoir cette énergie,
y a une multitude de matières premières pour pouvoir donner, pour pouvoir réaliser, donner cette énergie. L'énergie est unique, mais l'origine des matières premières est multiple. D'où la complexité pour le corps physiologique dans son fonctionnement, dans dans la façon de l'apport de matière première à ce corps physiologique, comme il y a une grande sorte de grande catégorie d'aliments, de matière première, d'où le corps physiologique a beaucoup est complexe et a le fonctionnement est très complexe. À, cái ví dụ như chúng ta thấy cái động cơ một cái chiếc xe hơi của mình mà cái động cơ của nó chạy bằng điện nó sẽ khác với chạy bằng năng lượng mặt trời, nó sẽ khác với chạy bằng xăng, nó sẽ khác với chạy bằng dầu diesel và nó cũng sẽ khác với chạy bằng gas hay là bằng cái xăng pha nhớt. Đó, mỗi loại động cơ sử dụng cho mỗi cái nguyên liệu nó sẽ khác nhau. Donc imaginez le moteur d'une voiture hein, qui le moteur va être complètement différent si nous utilisons comme source de carburant. Il y a l'essence, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le diesel, il y a toutes sortes de carburants pour obtenir de l'énergie pour faire marcher une voiture. Donc, vous voyez que chaque carburant a son moteur spécifique. Thì ở đây cái con người của chúng ta nó là một cái sự tổng hợp của tất cả các cái động cơ khác nhau đó. Bởi vì chúng ta ăn tinh bột, nó sẽ dùng một cái loại máy khác để nó chuyển hóa. Chúng ta ăn chất đạm, nó dùng một cái loại máy khác. Chúng ta ăn chất béo, nó lại có một cái loại khác. Rồi chúng ta sử dụng các cái loại đường của trái cây, nó lại khác. Chúng ta sử dụng các loại đường của rau củ, nó lại là một cái loại máy khác. Thành ra tất cả những cái nguồn nguyên liệu khác nhau đó, khi chúng ta đưa vào con người, cuối cùng nó phải biến thành ra một loại năng lượng duy nhất để đáp ứng cho nhu cầu cơ thể. Do vậy mà cái thân sinh lý của chúng ta nó rất là cầu kỳ, phức tạp. Il y a un moteur pour chaque carburant, mais en nous, dans notre corps, il y a une synthèse de tous ces moteurs dans notre corps physiologique. Mais, chaque matière, chaque aliment utilise un moteur différent. Imaginons le nombre de catégories d'aliments que nous introduisons dans le corps. Si nous consommons des féculents, il va falloir utiliser un certain moteur. Si nous utilisons le sucre, les glucoses, il va falloir utiliser d'autres moteurs. Si nous utilisons les protéines, il va falloir encore un autre, etc. Donc les lipides demandent d'autres moteurs. Et si on parle de sucre, il y a les sucres d'origine différente, d'origine qui vient de l'animal, qui vient des végétaux, mais les végétaux sont différents, qui viennent des fruits, c'est différent des végétaux. Donc il y a une multitude d'aliments, normalement, il doit y avoir une multitude de moteurs qui sont synthétisés en nous. D'où la complexité pour
notre corps physiologique pour faire tout ce travail. Và chính vì sự cầu kỳ rắc rối và phức tạp tinh vi như vậy của nó, thành ra đòi hỏi phải có được một cái thân cao hơn, một cái bộ chỉ huy cao hơn, đó là cái não bộ, hệ thần kinh, tâm lý của mình để điều khiển, phối hợp cho nó nhịp nhàng. Dạ, thưa Thầy, con xin Thầy nói lại, con bị chi phối. Bởi vì cái sự cầu kỳ, phức tạp mà rắc rối và tinh vi như vậy, do đó nó cần phải có được một cái bộ chỉ huy cao hơn để điều phối, để điều phối nó, để hỗ trợ cho nó. C'est à cause ou c'est grâce de cette complexité et à la fois complexité et subtilité de ce corps physiologique pour réguler, pour faire fonctionner tout cela, ce corps physiologique a besoin d'une énergie plus subtile, plus élevée, plus qui le dirige. Il a besoin de l'énergie du corps psychologique pour l'aider, pour le diriger dans cette fonction, dans cette multifonction subtilement complexe. Và cái bộ chỉ huy đó, tức là về phần cứng, cái hạt que của nó là não bộ và hệ thần kinh. Cái software của nó là cái cảm xúc, cái ý thức của mình. Ce qui compose ce corps psychologique, c'est le système nerveux central et l'ensemble du système nerveux dans le corps. Mais aussi, c'est composé de tous nos organes sensoriels et de ce qu'on appelle pensée et idée. Mais en fait, je crois qu'il faut... Ce corps psychologique, c'est comme un logiciel qui dirige tout. Mais ici, je pense qu'il faut peut-être qu'on ajoute que en Orient, on parle des cinq organes sensoriels, mais aussi on parle d'un autre organe, c'est l'organe mental, qui a aussi pour objet mentaux les idées et les pensées. Ici, je crois que le Vénérable parle de Ite. Ici, je crois qu'il y a une interaction entre les organes sensoriels qui sont au nombre de cinq, plus l'organe mental qui est en fait une fonction, l'organe mental qui a aussi comme objet mentaux les idées, les pensées, etc. Et tout ceci va être synthétisé au niveau du système nerveux central qui envoie des informations pour diriger ce corps physiologique. Bởi vì cái phần software, tức là cái ý thức và cái cảm xúc của mình, nó có thể bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhiều yếu tố ngoại lai, và cũng như nó không làm việc 24/24. Do vậy mà chúng ta cần phải có một cái bộ chỉ huy tối cao thường trực hơn nữa để giám sát điều khiển nó, và đó là cái phần thân thứ tư, cái phần thân tâm linh của mình. Comme nos sensations, hein, les sensations, ce sont le contact des organes sensoriels avec les objets extérieurs, et le contact de l'organe mental avec les objets mentaux ne fonctionne pas de façon adéquate. En continu toute la journée, même si c'est un logiciel, je dirais parfait, qui dirige le corps physiologique,
malgré cela, il ne fonctionne pas de façon continue et de façon adéquate, il a, lui, besoin d'un autre organe plus élevé pour l'aider à prendre les décisions, je dirais, entre guillemets, les décisions. Il reçoit des influx, des informations, des stimuli qui viennent de plus haut encore, qui est notre corps spirituel. Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, tức là bây giờ mình muốn cho cái lồng ngực của mình nó giãn ra, nó co vào, tức là chúng ta muốn thở được. Ha. Khi chúng ta muốn thở được, cái lồng ngực của chúng ta phải giãn ra, phải co vào. Thì như vậy đó là một cái hoạt động trên cái thân vật lý của mình. Nhưng mà cái hoạt động căn bản bình thường liên tục đó, nó sẽ không được thực hiện nếu như không có cái năng lượng cung cấp từ cái thân sinh lý này. Và mặc dù có năng lượng, mà nếu chúng ta không có cái sự điều khiển, hay là chúng ta bị tác động bởi cái thân tâm lý, cái cảm xúc này, khi mình buồn bực thì mình sẽ thở nhanh, mình sẽ bị căng thẳng. Khi mình bắt đầu nhận thức được cái sự căng thẳng bực bội của mình bắt đầu thư giãn, buông nó ra một tí xíu, đừng để nó dính mắc, thì mình có thể điều khiển được cái nhịp thở của mình, nó chậm lại một tí xíu, nó nhẹ nhàng hơn tí xíu. Thấy không? Nó vẫn bị can thiệp, nó vẫn bị dính bên ngoài, nhưng mà mình vẫn có khả năng can thiệp nó với cái ý thức của mình. Khi mình nhận thấy được mình đang bị dính mắc bởi cái yếu tố ngoại lai, tức là một người nào đó làm cho mình bực bội, mình nghĩ tới một cái gì đó, hay là mình thấy một cái tác nhân gì đó làm cho mình sợ hãi, thì như vậy tất cả những cái yếu tố ngoại lai tác động đó mình có thể bị ảnh hưởng, nhưng mình cũng có thể với cái ý thức của mình để mình điều khiển nó, điều chỉnh nó. Nhưng mà tới cái lúc mình đi ngủ, cái ý thức đó nó hoàn toàn không làm việc nữa. Tất cả những cái môi trường xung quanh có thể tác động vào nó một cách vô thức. Thì như vậy, ai là cái người kiểm soát liên tục như vậy? Và đó là cái thân tâm linh này. Nó sẽ làm việc liên tục. Thành ra chúng ta thấy xuyên suốt một cái hoạt động căn bản rất là bình thường như vậy, mà nó đòi hỏi là phải đi xuyên suốt 4 tầng. Và chúng ta sẽ thấy được cái nào là cái ông chủ tối cao và quan trọng nhất trong cái sự điều khiển vận hành của nó. Le Vénérable nous donne ici un exemple concret. Par exemple, sur la respiration. Quand nous respirons, les bronches, les poumons travaillent, c'est-à-dire il y a une action de dilatation et de rétraction. On inspire, les poumons s'ouvrent, les bronches s'ouvrent, et quand on expire, ils se referment pour rejeter le gaz carbonique. Donc c'est une activité du corps physique. Mais cette activité du corps physique a besoin d'un apport d'énergie de la part du corps physiologique qui apporte l'énergie nécessaire pour ce travail. Supposons qu'on a de l'énergie pour respirer. Il ne prend pas le cas encore de pathologie, pour un cas normal. Nous avons assez d'énergie pour faire fonctionner nos poumons. Mais si, dans ce cas où les poumons fonctionnent normalement, si les poumons si nous recevons des mauvaises nouvelles, des stimuli extérieurs, l'activité pulmonaire peut changer tout de suite. C'est-à-dire on peut, par exemple, respirer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus, moins profondément. On peut respirer de façon très ralentie, etc. Donc l'activité pulmonaire dépend en fait quelque part des stimuli extérieurs, des émotions extérieures. Donc il va changer son activité. Mais
nous avons encore la capacité de réguler ce changement de notre respiration grâce à notre corps psychologique, grâce à ce qu'il vient de dire, c'est la conscience, hein, grâce à notre conscience, on peut intervenir quelque part encore pour essayer de réguler ce changement au niveau respiratoire. Mais là, c'est quand on est conscient, c'est-à-dire, on utilise la conscience quand on est conscient, mais si nous sommes dans le sommeil, hein, si on se couche, on est dans le sommeil, la conscience n'y est plus. Qu'est-ce qui va aider, qu'est-ce qui va contrôler ce corps physique, ce corps physiologique, ce corps psychologique? C'est le corps spirituel qui intervient à ce moment-là. Thành ra trên thực tế thì chúng ta thấy rằng cái biểu đồ nó sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái tầm quan trọng, chức năng và sự tiêu thụ năng lượng trong con người của mình, hay là cái nhu cầu cần thiết để cung ứng năng lượng cho cơ thể của mình, thì nó phải theo cái biểu đồ bên này. Tức là chúng ta thấy rằng cái thân sinh lý nó quan trọng hơn cái thân vật lý, cái thân tâm lý nó quan trọng hơn cái sinh lý, và cái thân tâm linh nó quan trọng hơn. Tức là nó hoàn toàn ngược lại với cái nhận thức bình thường của chúng ta. Thì đó là thứ nhất, chúng ta phải thay đổi lại cái nhận thức. Và từ thay đổi lại cái nhận thức cho đúng đắn như vậy, chúng ta cũng thấy rõ luôn được cái tầm quan trọng của nó. Tức là cái này là cái điều khiển hết tất cả mọi thân của mình 24/24. Trong khi cái phần thân này nó mặc dù nó tối cao đó, nhưng mà nó chỉ điều khiển tối đa là 16-18 giờ một ngày mà thôi. Đó. Do vậy mà chúng ta thấy được cái vai trò và trách nhiệm. Từ thấy được cái vai trò, trách nhiệm và chức năng như vậy thì chúng ta sẽ phải đi tới tiếp một cái là cái năng lượng nó sử dụng như thế nào, và chúng ta phải cung ứng cho nó, đáp ứng cho nó đúng cái nhu cầu như vậy. À travers cet exemple, nous voyons bien, nous comprenons bien où nous tâcherons de changer notre façon de voir et de comprendre les phénomènes, que le corps physique est minime par rapport au corps physiologique, et que le corps physiologique a moins d'importance que le corps psychologique, mais qu'en dernier lieu, ce corps psychologique est encore beaucoup moins important que le corps spirituel. Si les corps nous donnent une compréhension, une meilleure compréhension de ce qui se passe, nous devrons comprendre aussi que l'apport énergétique à ces différents corps doivent être complètement inversés par rapport à la tendance actuelle. Nous devons donc nourrir moins le corps physique, un peu plus le corps physiologique, encore davantage. Oui, c'est ça, c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire on doit nourrir ce corps psychologique un peu plus, mais en fait, même si ce corps psychologique qui nous aide beaucoup, a moins d'importance que ce corps spirituel qui mérite un peu plus d'apport énergétique. Le corps psychologique, d'après le Vénérable, ne fonctionne que 16 à 18 heures par jour, alors que le corps spirituel, il va fonctionner continuellement, puisqu'il est le chef suprême, il dirige tout. Et donc, on va le
poser la question. Thưa thầy, chị Hương hỏi là các thân thân từ dưới đó là cho khí nhiều hơn hay là cần sức, cần lực nhiều hơn? Mình phải nhập cần năng lượng nhập cho nhiều hơn. Rồi tí xíu mình sẽ nói tới cái đó. Tức là đây là mình chỉ mới nói tới là mình hiểu được cái vai trò chức năng ha. Tức là cái nhất là mình phải thấy được cái nhận thức của mình hoàn toàn sai lầm. Cái thực tế của nó thì cái thân càng cao bao nhiêu ha, càng có cái vai trò và cái trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Đó là cái trước hết. Và khi mà mình hiểu được cái vai trò trách nhiệm của nó như vậy rồi thì mình mới bắt đầu đi tới cái bước kế tiếp là nuôi dưỡng nó như thế nào cho phù hợp. Donc d'où de cette compréhension plus juste des phénomènes, nous comprenons bien que le rôle est s'inverse puisque le rôle du corps spirituel. Le rôle et la responsabilité du corps spirituel est primordial. Et puis vient après le rôle, la fonction du corps psychologique, puis le rôle du corps physiologique et puis le rôle du corps physique. Donc les rôles sont complètement inversés maintenant que nous comprenons mieux le fonctionnement des différents phénomènes. Lấy một cái ví dụ như chúng ta thấy rằng 100% cái calorie, 100% cái calorie, cái năng lượng mà mình ăn vào thì nó chỉ sử dụng tối đa là 30% cho những cái hoạt động về cơ bắp, về vật lý của mình mà thôi. Si nous prenons un exemple de façon plus pratique, si nous consommons 100 calories, il n'y a que 30 calories qui vont être utilisées par le corps physique. Còn 70% cái lượng calories còn lại để nó duy trì tất cả những hoạt động căn bản và của con người chúng ta, lấy ví dụ như nhịp thở, điều hòa thân nhiệt, duy trì các cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong cơ thể của chúng ta. Les 70% de calories qui restent vont être réservées aux autres corps qui sont plus élevés, sont utilisés pour les activités physiologiques, pour réguler notre température corporelle, pour l'activité endocrinienne, pour le fonctionnement des organes, etc. Et aussi pour le rôle de régulation psychologique et aussi pour le rôle de chef et de responsable suprême du corps psychologique. Thành ra từ cái này chúng ta thấy rằng cái sai lầm của thế giới ngày nay á, là mình cứ tiêu thụ cho nhiều xong rồi mình đi chạy tập thể dục. Thấy không? Mình làm việc cả một ngày 8 tiếng, 10 tiếng mà nó chỉ tiêu hao tối đa 30% calorie. Mà bây giờ mình đưa vào cái calorie dư thừa mà kiểu mình đi tập thể dục vài ba tiếng đồng hồ, làm sao nó có thể burn, nó có thể đốt được hết những cái năng lượng dư thừa đó. Nous, ce que nous faisons habituellement, c'est consommer beaucoup, consommer énormément, l'exemple des 100 calories, il n'y a que 30 calories qui vont être utilisées pour l'ensemble des activités quotidiennes. Et après, les 70% excédentaires, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons aller faire un marathon, nous allons courir, en espérant que nous allons donc dépenser cette énergie, enfin ces calories, je dirais, excédentaires,
parce que bon, ça n'utilise que 30 et les 70% restants vont être espérés d'être utilisés dans les activités sportives, entre autres. Cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy rằng cái não bộ của mình, cái não bộ của mình nó chỉ chiếm có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó sử dụng tối thiểu 20% tổng lượng calorie của mình, tức là nó sử dụng gấp 10 lần calorie so với tất cả những cơ quan khác trong cơ thể của mình. Notre cerveau ne représente que 2% du poids de l'ensemble du poids corporel, mais il consomme 20% des calories. Donc il consomme à lui seul, qui n'occupe que 2%, il consomme 10 fois plus. 2%, 10 ou 20 fois plus, 10 fois plus de calories que le corps entier, qui en représente 98%. C'est ça? Oui, le cerveau, il ne représente que 2%, c'est ça? C'est rien, ouais. 2%. C'est ça? C'est ce que j'ai fait. Est-ce que je me fais comprendre? Le cerveau, il n'a que 2% du corps corporel. Donc le reste du corps corporel, c'est bien 98%. Or, les 2% consomment 20% d'énergie sur les 100%, ce qui fait qu'il en consomme beaucoup plus, au moins 10 fois plus. Bon, je ne sais pas faire un calcul savant, mais les savants nous donneront le calcul. Mais déjà, ça représente l'importance entre son petit poids et la consommation de l'énergie, voilà. Thành ra điều đó là chứng minh rất là rõ rằng chúng ta thấy cái thân càng cao bao nhiêu thì cái tầm quan trọng của nó càng lớn và sự tiêu hao năng lượng của nó càng nhiều bấy nhiêu. Cela démontre que tức là cái thân càng cao bao nhiêu thì cái tầm quan trọng, chức năng của nó càng lớn và sự tiêu hao năng lượng của nó cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Donc plus le corps est élevé, à travers cet exemple, ça, l'exemple démontre que plus le corps est élevé, dans le sens de ce schéma, plus la consommation d'énergie est importante. Và tiếp theo thì chúng ta thấy một cái sai lầm của mình, từ cái nhận thức sai lầm đó đưa đến cái nuôi dưỡng, cái phối hợp sai lầm của mình nữa. Tức là chúng ta vừa nói là não bộ của mình nó sử dụng năng lượng gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan bộ phận khác. Mà cái năng lượng cung cấp chủ yếu cho con người mình nói chung và cho não bộ nói riêng là từ tinh bột. Từ tinh bột, chứ không phải từ chất đạm hay chất béo. Mà trong đời sống thực tế thì chúng ta, đặc biệt là thế giới Tây Phương, làm ngược lại. Tức là trong cái chế độ ăn của mình cung cấp calorie chủ yếu từ chất đạm và chất béo, chứ không phải từ chất tinh bột. Nous venons de voir que le cerveau, qui ne représente que 2% du poids corporel, qui consomme 10 fois plus de calories que le reste du corps, que son nutriment principal vient des féculents, donc son nutriment principal vient des féculents, mais nous, en général, et si on parle des occidentaux en particulier, la principale source de nutriments provient des protéines et des lipides.
et non pas des féculents. Thành ra chúng ta mới thấy được cái sự khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và ngành thực phẩm dinh dưỡng đó. Người ta yêu cầu trong cái chế độ ăn của mình tối thiểu phải có 65-70% tinh bột là như vậy. Tức là cái nguồn calorie chủ yếu cung cấp cho cơ thể và đặc biệt não bộ phải được lấy từ đây thì nó mới đúng. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande à nous autres de fournir au moins 65% de notre alimentation en féculents. Thật ra khi trong cái chế độ ăn của mình mà mình làm ngược lại, tức là mình cung cấp cái calorie chủ yếu từ chất đạm và chất béo mà không có cho tinh bột, do vậy mình đã kéo cái thân của mình xuống, tức là chất đạm và chất béo thì để nó xây dựng cái phần thân vật lý mà nó lại không nuôi dưỡng, tức là cái xe của mình rất là nặng, rất là lớn, nhưng mà cái nhiên liệu của nó, cái người điều khiển không có đủ sức. Thành ra chúng ta mới thấy nó mới gây nên cái trạng bế tắc, rối loạn, tổn hại như vậy. Donc comme nous consommons plus de protéines et plus de corps gras, nous tirons en fait nos différents corps vers le bas. C'est-à-dire qu'au lieu de s'élever, on va se retrouver dans ce corps physique comparé à une voiture, à un véhicule. Ce corps physique qui est nourri de façon inadéquate, il va s'alourdir, ce corps physique, il va s'alourdir énormément. Et bien sûr, il va poser des gènes au chauffeur qui est le corps qui est le corps psychologique. Je dirais la personne qui est au volant et qui dirige cette voiture complètement alourdie et ralentie. Lui, non seulement ce corps psychologique n'est pas nourri correctement, mais il doit s'occuper d'une voiture, d'un corps physique très très lourd, très ralenti, qui pèse. Và một cái điểm nữa mà en fait aussi les protéines et les lipides sert à construire le corps physique. C'est pour ça qu'on voit que effectivement le vénérable a insisté sur le fait de prendre de consommer beaucoup de protéines et beaucoup de corps gras qui servent particulièrement à nourrir le corps physique, d'où il alourdit encore plus le corps physique qui est nourri que de protéines et de lipides. Donc ce corps physique très lourd à cause de la consommation erronée est comparé à une voiture qui est très lourde et qui cause beaucoup de peine à son chauffeur, qui est le corps psychologique dans notre cas, qui a peine pour le diriger. Và một cái điểm thứ hai nữa, nó cũng rất là quan trọng mà hầu hết chúng ta đã có cái nhận thức sai lầm, tức là tất cả những cái bộ máy phức tạp tinh vi trong cái thận sinh lý này, nó muốn làm việc để mà chuyển hóa hết tất cả các cái nguyên liệu, nhiên liệu thành ra cái năng lượng. Nó đòi hỏi phải có những cái yếu tố hỗ trợ. Tất cả những cái vitamin, muối khoáng và những cái khoáng vi lượng hay là những cái hoạt chất tự nhiên để cho nó hoàn tất các cái chuỗi phản ứng đó đều nằm trong cái nhóm trung gian chính giữa là rau, củ, quả, tươi. Thế nhưng chúng ta lại không cung cấp cái này. Chúng ta thứ nhất là không cung cấp đủ, và cái thứ hai chúng ta không cung cấp đúng. Tức là ngày nay mình cung cấp qua cái đồ giả nhiều hơn là đồ thiệt.
maintenant à notre corps physiologique. Ce corps physiologique, bien sûr, il renferme tous les organes nécessaires, toutes les fonctions physiologiques nécessaires pour transformer et transporter les nutriments et transformer les nutriments en énergie pour nourrir le corps physique. Ce corps physiologique a besoin de travailler, a besoin de fonctionner, mais pour son fonctionnement, il a besoin d'un apport d'aliments juste et adéquat pour fonctionner. Mais nous, ce que nous faisons, c'est nous lui apportons à ce corps physiologique une nourriture qui n'est pas adéquate, puisqu'il a résumé de nouveau ce corps physiologique a besoin de vitamines, d'éléments minéraux, de substances naturelles d'origine multiple, en provenance surtout des plantes. Il a besoin de produits frais, de produits réels. Et nous, qu'est-ce que nous leur apportons? Ce sont des produits pas frais, c'est-à-dire déjà transformés depuis longtemps. Nous leur apportons des produits, entre guillemets, de faux aliments. Nous leur apportons des aliments dont ils n'ont vraiment pas besoin. Thành ra chúng ta thấy cái nhận thức sai lầm của mình. Bây giờ mình phải điều chỉnh trở lại cái đồ hình bên tay trái của mình. Đồ hình bên tay trái của mình là cái nhận thức trong đời sống hàng ngày của mình, là nhận thức không đúng đắn. Bây giờ chúng ta phải tập làm sao liên tục nhận thức lại một cách đúng đắn. Từ cái chuyển tâm, chuyển cái nhận thức cho đúng đắn đó, thì lúc đó chúng ta mới ý thức được cái trách nhiệm, cái bổn phận và cái việc nuôi dưỡng nó như thế nào. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Le schéma de gauche représente ce que nous sommes actuellement, qui provient de notre discernement, de notre compréhension, de notre conception erronée des phénomènes, d'où il va falloir changer. Et le but est d'atteindre ce que vous voyez sur le schéma à droite, c'est-à-dire transformer à la fois le corps physique, mais aussi transformer le reste des corps, c'est-à-dire le corps physiologique, le corps psychologique et le corps spirituel, puisque nous venons de voir que c'est le corps spirituel qui est le chef suprême et qui dirige tout. Donc pour changer notre conception des choses, notre compréhension des phénomènes, nous avons besoin de ce corps spirituel. Donc d'où notre session de transformation, de purification, corps et esprit, corps spirituel et spiritualité. C'est plus important de comprendre. Nous avons besoin de notre corps spirituel pour comprendre, pour changer, pour adapter de nouveau cette nutrition de notre corps physique. Thì vừa rồi chúng ta đã nói tới khi mà chúng ta có cái nhận thức sai lầm như vậy á, thì đưa đến cái nuôi dưỡng cái sai lầm. Lấy ví dụ như bây giờ một ngày mình cần 2.000 calorie, mà nếu như 2.000 calorie đó mình được 70% calorie từ chất tinh bột, thì như vậy nó sẽ có đầy đủ năng lượng để phát huy tối đa chức năng và trách nhiệm của cái phần thân trên này. Chỉ có 30% calorie cho cái phần thân dưới thôi. Nhưng mà nếu khi mà mình cung cấp ngược lại, mình chỉ có 30% cái tinh bột
và đến 70% cái chất đạm, chất béo. Thì như vậy mình làm cho cái thân vật lý của mình càng ngày càng to, càng nặng, mà cái bộ điều khiển, bộ chỉ huy lại không có khả năng điều khiển. Thấy chưa? Huống chi nữa là ngày nay mình đã có cái xu hướng là tiêu thụ nhiều, tức là mình cứ nghĩ là càng nhiều càng tốt. Thành ra mình đưa vào không phải 2.000 calorie, mà mình đưa vào 2.500, 3.000, 4.000. Thì như vậy, cái phần dưới này nó lại càng nặng nề, cái phần trên nó lại càng yếu kém. Đó, thành ra cái đó là ngay cả khi mình sử dụng đúng lượng, tức là đúng 2.000 calorie, mà trật cái tỷ lệ là nó đã tiêu rồi, nó đã tổn hại rồi, huống chi là mình lại đưa vào quá nhiều nữa. Décortiquons plus en détail.